Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một quả kèo cực kỳ ngon, mua idol token mốc nhé. Cơ hội để có thể x từ 100 cho đến 1.000 lần tài khoản nha. Thì một số thông tin về đồng token này thì mình đã để hết ở phần dưới mô tả của video cụ thể nó nha. Đó, các mục đây nha. Thì bằng chứng mình đã tham gia. Thì ở đây một ví mình đã mua là hai BLB tương đương với 20 triệu. Một ví khác tương đương mà mình mua 5 BLB tương đương với 50 triệu. Một ví khác nữa. Đây. Ba 353 BLB tương đương với lại 30 triệu. Và một đây thêm một ví nữa. Thì tổng là của mình đã đầu tư vào đây là hơn 100 triệu. Thì cái lý do để mình cái đầu tư vào cái cơ hội ít nhiều là tài khoản này là các vị cái đồng token này nó đã được niêm yết lên CoinGecko nha. Con chắc của nó đây. Các bạn sao chắc con chắc các bạn dán vào mít ví MetaMask hoặc ví chút Toilet đều được nhá. Đấy, dán vào sau đó các bạn quay trở lại website Gramma Drop nhấp vào cái link này. Link để mua token đấy nha, thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện như này. Thì các bạn kết nối với ví này. Và đó. Thì một số thông tin về đồng bóng móc móc này nhá. Đây. Đây là phần Twitter của nó. Đấy. Thì cái nhất là đồng móc móc swap này đã được list lên sàn XT.com vào ngày hôm qua nha, ngày 26 tháng 10, và chuẩn bị nó list lên sàn Bitforex vào ngày 27 nha. Thì ở đây mình đã nghiên cứu kỹ rất kỹ cái đồng tất cần móc này. Đây cái cái dự án của nó là nó đã được lên sàn XT đó, và Pancoin Swap nhé, và Pancoin Swap rồi, và sàn ETHX này, crypto này đó. Đây hiện tại các bạn có thể chơi mua bán được trên cái sàn XT này với cặp thanh khoản mốc USDT nha. Giá ở trên sàn là 5 số 0 214 nhé. Còn giá sau giá khi bà bán ở IDO đấy thì các bạn vào đây mua, hiện tại với các vòng làm mà nó bán đấy thì là đã qua 3 vòng rồi, giá thấp nhất là 0,00067 số 0 cho đến 2 năm, và bây giờ các bạn vào mua thì đang là ở vòng 3 nha. Thì chương trình vòng vòng 4 nó sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 12 năm 2021. Thì mình sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mua được đồng token này nhé. Đầu tiên các bạn vào ví của các bạn, ví MetaMask hoặc ví chốt Toilet nha. Đó thì các bạn có BLB, các bạn vào cái phần hoán đổi này, các bạn đổi từ BLB sang USDT, sang BUT BUT nhá, đồng BUT nhá. Đấy, sau khi đổi được rồi thì các bạn mình các bạn vào phần này, vào phần truy cập vào cái link mình để mình giữ dưới mô tả của video đấy, appmode.io này, các bạn nhấp collect để kết nối với ví này, sau đó các bạn nhấp mắc để chọn cái số bớt của bạn, đồng bớt của bạn, và nhấp approve để chấp nhận nhé, sau đó các bạn mua thôi. Đó thì hiện tại bây giờ là cái đồng token này chưa được bán ở trên sàn vì nó dự án nó mới ra. Nếu mà các bạn mua được cái giá sell đấy là IDO đấy thì là mức giá 0,0005 này, và các bạn xả ra thì nó sẽ phá dự án, nên là nó đã khóa đến sau ngày 17 tháng 12 nha. Thì cái các bạn có thể xả được, nên là các bạn có thể đầu tư vào đây một cách là cực kỳ là kèo là cực kỳ ngon luôn đó.
Rồi thì đấy, cụ thể thì là các bạn vào ví của các bạn này, các bạn vào mục hoán đổi đồng BLB sang đồng BUSD nha. Sau đó các bạn vào phần website, các bạn nhấp mắc cái lối ví, nhấp mắc và chọn chấp nhận để mua thôi nhé. Đây là cơ hội kèo để các bạn có thể đổi đời, các bạn cố gắng đầu tư nha. Thì đây là lời khuyên chân thành, đây như một con khác của mình, một cái ví khác mình đã đầu tư con Lego. Lego thì là mình đã làm một cái video ở phần khác, 1.000 Lego tương ứng với lại đây cái dự án của nó đây, Lego đây nhé. Đây là nền tảng về game mà the token này đã được phát hành và nó đang, đây là lộ trình của nó nha, một số lộ trình năm 2021 này thì nó đã được liệt kê lên sàn và được sàn Vacasuap vào ngày đây. Bắt đầu kết nối với sàn Vacasuap Max CoinMarketCap God Balance vào lúc 12 giờ UTC ngày 30 tháng 11 nhé. Đó. Và lộ trình của nó là rất bài bản. Con này mình thấy là cái giao diện web và cái tính năng của con trò chơi Lego này rất là phổ biến nha. Nên các bạn có thể đầu tư, thì đầu tư một BLB thì các bạn có thể mua được là tương ứng với lại là một 100.000 Lego nha. Ở đây là mình đã đầu tư hơn 4 BLB. Đó, thì các bạn có hai kèo ngon nhất là các kèo Lego và kèo mốc swap, các bạn có thể đầu tư. Đây là khuyên chân thành, các bạn có ít thì đầu tư ít, có nhiều thì nên đầu tư nhiều nhé. Thì đây là một số thông tin về cái dự án. Nếu các bạn vào cái website Clam Arrow thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn một số thông tin, lấy một số thông tin và xem qua hướng dẫn để mua nhé. Đây là idle token, còn phần Lego thì các bạn nhấp vào phần này Lego. Lego đấy nên nó sẽ ra cái kèo Lego này nhé. Thì vì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và đăng ký một số sàn giao dịch ở trên đây để ủng hộ kênh nhé. Thì mình có một số lời chúc các bạn cuối năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực giao dịch sàn tiền điện tử đấy nhé. Cố gắng lên. Và video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.